Em uống nước đi. Tối qua có khách hẹn. Chị nói em về dọn đồ, rồi qua nhà nghỉ. Sao em không tới? Dọn dẹp xong, em mệt quá. Nhưng mà chị đã nói là nếu em tìm được người cho chị thì không phải đi tiếp khách nữa mà. Bộ em muốn giữ mình hả? Còn cái gì nữa đâu nó mà giữ. Em có biết á, tiền ăn, tiền hút của em một ngày ngốn của chị bao nhiêu không? Đành rằng á, là em nói á, tìm hàng cho chị, nhưng có tìm được đứa nào đâu, phải không? Chị đâu có dư tiền á, để mà nuôi em. Bắt buộc á, em phải làm một công việc khác để đẻ ra tiền, sống hàng ngày. Em á, không chịu đi khách thì lấy đâu ra tiền mà mua thuốc phục vụ cho em. Em nghe cho rõ đây. Tội hôm qua em không đi khách làm cho chị mất khách VIP. Chị á sẽ phạt em xuống tiếp khách hạng Không, em không chấp nhận chuyện đó. thường. Cô nghĩ cô là ai mà lại có quyền cãi tôi hả? Em không cãi, nhưng chị không được làm điều đó đối với em. Chính chị đã nói rồi. Tôi nói mà không thích làm, có sao không? Nếu chị ép em sẽ tố cáo chị tội buôn bán trẻ em đó. Em gái, nếu em muốn đi tù á thì cứ việc. Em nên nhớ á, là em cũng góp phần vào việc buôn người với chị. Tội của em á, cũng không có nhẹ đâu. Em có biết á, số tiền của em và thằng Vũ mượn chị từ trước, tiền ăn, tiền hút đều từ việc buôn người mà có không? Nếu em tố cáo chị á thì công an sẽ tóm cả lũ, cả em và Vũ nữa đó. Anh Vũ cũng làm việc cho chị hả? Đúng. Ngay từ đầu á, nó đã muốn biến em thành món hàng của chị, nhưng nó tiếc, nó giữ lại để sử dụng thôi. Chị nói dối. Khó tin lắm phải không em? Nhưng sự thật đó em mà. Nếu em muốn gặp Vũ, chị sẽ sắp xếp cho. Còn có nhiều chuyện bất ngờ hơn nữa kìa. Vậy là chị biết anh ta đang ở đâu. Tại sao chị lại giấu em? Tất nhiên. Nhưng người muốn giấu em á không phải là chị, mà là thằng Vũ kìa. Nó chán em rồi, không giấu sao được, phải không em? Sao, em có muốn gặp nó không? Chị cho em địa chỉ. Nè, nhớ hỏi nó xem em có nên tố cáo gì với công an không nha. Chị làm ơn cho em thuốc đi. Em thèm thuốc quá chị. Không, không có thuốc đâu. Cho cô vừa tội. Xem cô còn cãi tôi nữa không. Chị.
Em dân chị mà. Chị làm ơn đi chị. Chị làm ơn giúp em lần này thôi. Chị làm ơn đi chị. Không là không. Chị, em xin chị mà. Chị ơi, chị giúp em đi chị. Em khó chịu quá chị. Chị làm ơn cho em thuốc đi chị. Chị em xin chị đó. Chị. Không. Chị. Nếu chị không cho tôi thuốc, tôi sẽ đi tố cáo chị với công an, để chị phải vào tù. Tôi thà đi tù còn hơn sống trong cái cảnh như thế này. Cô có dám không? Cảm ơn chị. Không phải cảm ơn. Đến nước này á, chị em mình lật bàn ngửa với nhau luôn. Từ giờ á, em khỏi phải tiếp khách nữa. Em á, chỉ lo việc môi giới và quản lý cho chị. Mọi việc á, chị sẽ lo tươm tất, ok? Nghĩa là ngày nào em cũng phải tới nhà nghỉ đó hả? Đúng rồi. Em á, sẽ ra quản lý thay chị. Tùy em chọn. Nếu không thích á, thì em có thể ra đứng đường kiếm tiền trả nợ vài năm. Chị không có ép em đâu. Thôi, được rồi. Em sẽ đến làm. Kể từ giờ, em phải rất cẩn thận. Không nên nói chuyện gì liên quan với công việc làm ăn của chị với bất kỳ bạn bè, bất kỳ ai. Phải cảnh giác với tất cả mọi người. Nghe chưa? Sơ sẩy một chút á là tao cả lũ á. Tốt. Đây. Về nhà nghỉ ngơi đi. Tối nay 7 giờ có mặt ở nhà nghỉ đó. Khoan, em chỉ lấy được một tép thôi. Alo, anh Cường hả? Có hàng rồi.
Hạnh, em tới đây làm gì? Tôi muốn nói chuyện với anh. Em vô nhà đi. Bà Quanh cho em địa chỉ ở đây à? Tôi cần anh giải thích về chuyện này. Tại sao em có cuốn sổ này? Điều đó không quan trọng. Có phải chính anh là người muốn biến tôi thành một món hàng như những đứa con gái khác mà anh đã bán rồi ghi tên vào quyển sổ này? Đúng. Nhưng em may mắn hơn tất cả các cô gái khác vì anh đã từng yêu em. Đồ dối trá. Thì sao? Em phải cảm ơn tôi mới đúng. Nếu tôi không yêu em là giờ này em nằm trong động mại dâm rồi kìa. Cảm ơn anh vì đã không bán tôi. Nhưng mà anh hãy nói thật cho tôi biết, anh đang có ý đồ gì với Thủy Tiên, bạn của tôi? Anh trả lời tôi đi. Có phải là anh đang định bán Thủy Tiên, có đúng không? Em nghĩ em là ai mà tôi phải trả lời em? Tôi không ngờ lại có ngày hôm nay. Nhưng mà lúc trước anh nói anh yêu tôi, vậy mà có lúc chúng ta cũng đã từng coi nhau như là vợ chồng. Bây giờ em nên quên chuyện đó đi. Anh đúng là đồ khốn nạn. Em tưởng bây giờ em tử tế hơn tôi à? Em coi lại em đi. Coi như cái tác này giữa tôi và em hết nợ. Tôi không mong là có cái tác này nữa. Cô về đi. Thôi được. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, nếu anh dám đụng đến Thủy Tiên, bạn của tôi, tôi thề sẽ không tha cho anh đâu. Anh nhớ đó.
Trời, sao trễ vậy? Chị Hai chờ trễn kìa. Ừ, để tôi lên liền. Ừ. Alo, rồi. Vậy nha, vậy nha. Rồi, ok, bye. Dạ, được ông anh quan tâm như vậy thì tốt quá. Dạ, bữa nào rảnh á, anh em mình gặp, em sẽ hậu tạ anh sau. Bye anh nha. Tới trễ gần cả tiếng đồng hồ rồi đó. Hôm nay khách đông, các em á được đưa đi gần hết. Hôm nay á coi như chị làm thay em. Lần sau á mà còn đi trễ á là chị phạt gấp đôi á nha. Dạ, em biết rồi. À, chị mới có một hợp đồng lớn của một thương gia bên Trung Quốc. Họ đang cần một gái trinh, nhưng phải đẹp. Cần gấp, chị giao cho em vụ này đó. Nhưng mà em sợ mình làm không được. Tại vì bây giờ em chưa có quen được ai hết á. Không phải lý do lý trấu gì hết á. Em học ở đại học. Ở trường em á, thiếu gì những đứa xinh đẹp, ngon lành. Chỉ cần á, em làm quen với nó. Làm sao để cho nó tin em. Mọi việc còn lại để chị lo. Làm vụ này trót lọt á, chị sẽ xóa hết nợ cho em. Giờ chị cho em thêm 10 triệu, em tha hồ tiêu xài, hút hít. Chị cho em 10 triệu hả? Có thiệt không? Nếu em làm tích cực á, thì chị á sẽ cung cấp thuốc cho em xài thoải mái. Chẳng mấy chốc mà giàu có đâu. Đây là tiền chị tạm ứng cho em để lo công việc. Còn đây là cái điện thoại chị đưa cho em để em liên lạc. Dạ, em cảm ơn chị. Em ở đây một lát thôi. Có khách thì tiếp, không có khách thì về ký túc xá. Dưỡng sức ngày mai đi làm. Dạ. À. Dạ. Chị nói nghe. Nhớ kiếm thêm mấy đứa ở ký túc xá luôn nha. Dân ngoại tỉnh á dễ dụ lắm em. Để em coi sao đã. Không coi gì nữa. Việc gấp phải làm đó. Cố gắng lên. Chị sẽ không để em thiệt đâu. Em sẽ cố. Nói vậy còn nghe được. Thôi đi lo công việc đi. Nhìn cái gì? Không có gì. Chua à? Ngon mà. Bà nói thích ăn chua nè. Ủa? Hạnh? Ngồi chơi nè. Ngồi chơi. Đi đâu mất tích mấy bữa nay vậy? Tưởng không về nữa chứ. Sao lại không về? Thôi, nè. Trái cây nè, ăn đi. Xoài đâu mà ngon vậy? Bạn mình hối lộ phòng mình đó. Sướng quá ha. Ăn nhanh đi. Tự nhiên... Ngon không? Hỏi chơi thôi. Đi làm về mệt á. Mà có xoài như vậy ăn á, công nhận là đã ghê. Cảm ơn các bạn nha. Trời, có gì đâu bơi, ăn đi. Tụi này á, bày răng từ tối rồi.
chỉ tội nghiệp cho Hạnh đi làm không được ăn. Hay là Hạnh đổi qua làm buổi chiều đi, rồi tối tụ tập với tụi này cho vui. Ừ, đúng rồi đó. Mình cũng muốn vậy, nhưng mà công việc phải chấp nhận vậy thôi. Thì mình đổi qua làm việc khác. Con gái mà đi làm khuya dậy vất vả lắm. Tại Thủy Tiên chưa đi làm thêm nên không biết. Chứ bây giờ mình đâu phải muốn tìm được công việc là có ngay đâu. Chẳng biết mọi người sao, chứ mình thì tìm việc cũng không khó lắm. Linh nó thì khác rồi, Linh thông thuộc hết. Còn như mình á, mình khó tìm được việc làm phù hợp với mình lắm. Vậy phù hợp với Hạnh là công việc như thế nào? Thì công việc nhẹ nhàng mà lương cao. Biết thế nào là cao với thấp? Tốt nhất là có nhiêu xài nhiêu đi Hạnh à. Thôi thôi đừng có nói nữa. Nè ăn đi Hạnh. Ăn đi Hạnh. Ừ, mình còn nè. Lan, ăn đi. Nói bảo hoài. Trời, giờ bây giờ no gần chết nè. Có chuyện gì mà thở dài vậy? Ê, rồi con này làm sao đây? Có gần chỗ chừng mình không? Con này hỏi làm vụ này trót lọt đi, tôi sẽ xóa sạch nợ nần cho cô và cho thêm 10 triệu tha hồ mà tiêu. Ê, làm gì nhìn tôi dữ vậy? Tại thấy Thủy Tiên đẹp nên mình nhìn vậy thôi. Thiệt không đó? Thôi, đi xuống căng tin uống nước nha. Đi. Ừ. Xui quá. Bị gì vậy? Gần bể rồi. Ủa? Chào hai em. Anh Vũ. Ừ. Anh đến đây làm gì? À, anh tới mời Thủy Tiên đi uống nước. Tụi mình chỉ đi uống nước gần đây thôi. Mình đi anh. Ừ, đi em. Tôi muốn nói chuyện với anh. Anh Vũ, em xuống dưới đợi anh nha. Ừ. Cô muốn gì? Nếu anh giở trò hại Thủy Tiên, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Câu này tôi nghe nhầm lắm rồi cô à. Anh nghĩ là tôi dọa anh à? Tôi nói cho cô biết, nếu cô cản được tôi, bà Hoàng sẽ không tha cho cô đâu. Anh. Chúng ta cùng hỏi cùng thuyền với nhau mà. Giữ gìn sức khỏe nha.
Mình ngồi chỗ này em. Dạ. À, Thủy Tiên ngồi đi. À, dạ. Thủy Tiên uống gì? Dạ. Thôi uống nước cam đi, cho da mặt đẹp nha. Dạ. Anh chị uống gì ạ? Cho một ly cam giác. Dạ. Với một ly cà phê đá. Dạ. À, ngày mai đi á, Thủy Tiên nhớ đem theo kem chống nắng nha. Mấy hôm nay á, trời nắng nóng lắm. Em không có sợ nắng đâu, em cũng đen sẵn rồi. Hả? À, mai mấy giờ mình đi anh? Rồi đi bằng cái gì? Giờ giấc thì để tính sao. Ngày mai mình sẽ đi xe hơi. Uống nước đi em. Dạ. Như vậy là vụ án đã mở ra một hướng khác. Đối tượng quanh á, không chẳng những là một chủ chứa kinh doanh hoạt động gái mại dâm mà còn trực tiếp tham gia bọn buôn người. Dạ đúng. Hoạt động buôn người của bọn chúng rất quy mô và có tổ chức. Chính vì vậy cháu nghi ngờ quanh không phải là đối tượng cầm đầu, mà sau lưng bà ta còn có một người khác có đầu óc tinh vi hơn. Sao cháu không báo cáo tình hình cho chú? Dạ, cũng chưa có gì rõ ràng mà chú. Không được, cháu làm như vậy là chủ quan đó. Nếu không có tin xác thực á, thì sao chú biết được là chú tính toán chuyện gì nữa? Nhưng mọi việc vẫn chưa bắt đầu mà chú. Từ nay trở đi á, nhất mọi việc cháu phải báo cáo cho chú biết, nghe chưa? Dạ. Cậu An. Dạ. Cậu tiếp tục công việc đi, tôi có việc muốn gặp riêng thị một chút. Rõ, thủ trưởng. Dạ, có chuyện gì phải không chú? Hồi nãy cháu không có điện thoại về nhà phải không? Sao vậy? Dạ, chú mới gặp ba cháu rồi hả? Không, mẹ cháu điện thoại cho chú. Má cháu? Mẹ cháu lo cho cháu nhiều lắm đó. Sao cháu không muốn điện thoại về nhà vậy Thủy? Dạ, tại mỗi lần cháu gọi về, má cháu cứ hay tra hỏi này nọ, rồi khóc thúc thích, cháu chịu không nổi. Thủy này. Dạ. Chú biết là cháu rất thích công việc. Điều đó đối với một người chiến sĩ thì rất tốt. Nhưng mà theo chú á, thì cháu không nên để công việc ảnh hưởng tới người xung quanh, tới người thân trong gia đình của mình. Chú nói vậy cháu hiểu không? Dạ, cháu hiểu ạ. Tốt lắm. Cháu phải sắp xếp công việc của mình làm sao cho hợp lý,
rồi bố trí thời gian về thăm ba mẹ. Nghe cháu. Dạ. À, có cần chú Kiều Hưng làm tài xế cho cháu không? Dạ, thôi khỏi chú ơi, cháu đi mình được mà. Bộ hai đứa vẫn còn giận nhau hả? Dạ không, đâu có giận dỗi gì đâu chú. Còn vấn đề gì cần chú giúp không? Dạ không ạ. Thủy này. Dạ. Hình như cháu đang lo lắng chuyện gì phải không? Dạ không, không có gì gì đâu chú. Ừ, nếu có vấn đề gì á thì cứ gọi cho chú bất kể lúc nào. Nghe cháu. Dạ. Chào thủ trưởng. Ừ. Xin lỗi chú, ngày mai cháu sẽ hành động một mình. Nhất định cháu sẽ lập công chuộc tội. Chị uống gì? Chị, cho em đi cà phê sữa đá nha. Dạ. Mà chị, em gọi cho chị hoài mà không được. Ờ, chị về cơ quan gặp sếp Hòa. Vậy chị đã gặp anh hai em chưa? Gặp làm gì? Mà chị nói rồi đó nha, em không được kể chuyện kế hoạch của tụi mình cho anh hai em biết đâu đó. Nhưng có anh hai. Em nói rồi đó. Anh hai thì làm sao? Có ảnh hay không thì cũng vậy thôi. Em phải chứng minh cho anh hai em thấy. Không có anh hai, hai chị em mình vẫn làm việc được. Anh hai em nói chị bướng vô cùng. Em cũng thấy như vậy thiệt á. Hả? Còn nói xấu sau lưng chị nữa hả? Nói xấu nhưng mà nói đúng. Dạ mời chị. Ủa, mà chị nói muốn rủ em đi đâu mà? Ừ, em muốn hết ly cà phê đi, rồi chị nói cho em nghe. Chào mọi người. Ủa, về rồi đó hả? Được gì không? Không được cũng phải được chứ sao không được. Ủa, vậy mà có cái có được đâu. Ông nói vậy là sao? Phải không mọi người? Chính xác. Nghi ngờ lắm nha. Tính âm mưu cái gì đây? Đâu có âm mưu gì đâu. Chẳng qua là có chuyện muốn nói với ông. Mà đã băn khoăn, không biết có nên nói hay không nữa. Nói luôn cho rồi đi ông ơi. Ê, hay là ông nói cho ông nghe đi. Cậu có đảm bảo muốn nghe thiệt không? Thôi, màu mè quá, nói lẹ đi. Cô nàng cảnh sát xinh đẹp của cậu vừa mới về. Cậu nói thiệt không? Tôi xác nhận chuyện này có ký tên và đóng dấu. Vậy cô ấy đâu rồi? Cô ấy vừa đi rồi, nhưng mà không nhắn nhủ gì với cậu đâu. Đừng có mừng. Nhắn nhủ gì mấy ông? Muốn chết hả? Thôi tôi lên gặp sếp đây. Đôi này chắc đang giận nhau cái chắc rồi. Ờ, đúng rồi. Em nhớ hết những gì chị dặn chưa? Dạ, em nhớ rồi. Ừ, sắp tới nơi rồi đó.
Nhà chị đây hả? Đẹp quá à. Em lo chuẩn bị tinh thần diễn cho tốt nha. Ừ. Mẹ chị ra rồi đó. Mẹ. Ủa Thủy hả con? Dạ con chào bác. Ừ chào con. Mẹ đây là Phương Anh bạn con. Mẹ của chị á. Con dắt xe rồi mời bạn vô nhà đi con. Dạ. Nè, chị ứng cho 2 triệu. Đây, cái này để củng cố tinh thần. Mai làm cho tốt nha, làm xong sẽ có thưởng. Ok, chị yên tâm. Đêm nay, chị giữ con Hạnh ở lại đây. Đợi em ra khỏi thành phố cái đã, rồi chị hãy cho con Hạnh về ký túc xá. Được không? Chuyện nhỏ. Mày không dặn á, chị cũng biết mà. Thôi, về đi. Ok. Bye bye. Dạ chào anh. Thủy Tiên nè, em có vẻ không vui hả? À, có gì đâu anh, mình đi thôi. Ừ. Thủy Tiên, em uống nước đi. Dạ thôi, em không có khát. Hãy uống đi, tập thói quen uống nhiều nước mặc dù không khát. Tốt cho sức khỏe mà. Cảm ơn anh. Phụ nữ nên uống nhiều nước em à. Ừ, dạ. Em uống đi. Ừ, chút nữa em sẽ uống. Hay là em uống chung lon với anh đi, ngon lắm đó. Dạ thôi, để chút nữa em uống cái này. Vậy em cầm giúp anh đi. Chết rồi. Chết rồi. Vậy nè em. Anh Vũ kiếm cái lon đi không? Dớ sàn xe bây giờ. Rượu mời không uống, uống rượu phạt hả? Phải hợp tác ngay từ đầu, dễ hơn không? Giờ tới mày hả? Được, tao sẽ cho mày một bài học.
Mệt quá, cho em miếng nước đi. Thôi được rồi, hết giờ về đi. Mà tối nay nhớ đến sớm nha, hôm nay khách đông lắm đó. Mang tiếng là ngày lễ, đã không có được nghỉ mà còn phải làm vất vả ngày thường nữa. Thôi đi cô nương, thì lương tăng gấp đôi rồi muốn gì nữa. Thôi tranh thủ chơi ngày cài đêm đi em. Ai thèm. Về đây. Chị. Gì em? Chị làm ơn cho em hỏi thăm. Chị có biết là anh Vũ ở phòng này nè, đi đâu không chị? Tôi không biết. Dạ, vậy thôi em cảm ơn.
Hạnh đi đâu hôm qua không về. Thủy Tiên nó chờ quá chừng kìa. Vậy hả? Vậy Thủy Tiên đâu rồi Lan? Đi chơi xa rồi. Đi chơi xa? Đi hồi nào vậy Lan? Sáng nay nè. Đi với ai? Đi hồi nào? Ở đâu? Lan không biết nữa. Nhưng mà chắc chắn là đi chơi với anh Vũ đẹp trai á. Anh Vũ hả? Ừ. Chính mắt Lan nhìn thấy anh Vũ chạy xe đến đón Thủy Tiên nè. Chết rồi. Có chuyện như vậy hả Hạnh? À, không có gì, mình đi nha. Thiệt, bó tay hai đứa này luôn. Chú ơi chú, chú chở con ra chỗ này chút được không chú? Ờ, lên xe đi. Làm ơn cho em hỏi thăm, chị có biết là chủ nhà này đi đâu không chị? À, đi từ nửa đêm qua rồi, không có ai ở nhà đâu mà gọi. À, chị có biết là chị ấy đi bằng gì không chị? À, đi taxi, không biết đi đâu mà vội vội vàng vàng. À, cảm ơn chị.